Yo, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình, mình là Slenderman. Và video ngày hôm nay mình sẽ vào server FCA và sẽ chơi PvP. Thì như cái này là một cái mini game mới các bạn. PvP á, mini game mới và hiện tại là có 28 trên 50 người đang chơi. Và ok, bị lag rồi các bạn. Rất là nhỏ, mình vào server này lúc nào cũng bị lag á. Wi-Fi nhà mình yếu vãi. Và ok, mấy bạn hãy đợi một tí và sau đó nó sẽ lót vào. Mình mong là sẽ được một cái phần nào đó chơi PvP tốt. PvP gì đây? PvP là như thế nào? Mình cũng chưa chơi server, chơi cái mini game này như chưa chơi mini game này. Oh shit, cái mini game là sao? Ôi sao người ta có đồ mình không có đồ? What? Cho tôi ít đồ. Rồi ok, mình đã được một bộ đồ Sida là đó là. Rồi làm gì? À, ra đây chiến nhau. Rồi, mình biết rồi. Thì các bạn có thể sử dụng những cái bộ đồ này vô cái, nói chung là vô cái trước nó. Ê, tao là Slenderman. Ôi ơi, đừng. Mình là Slenderman mà. Ơi, mình ơi, y có một thằng đã chết. Trong đây là chúng ta sẽ PvP với nhau, liên tục đánh nhau. Nói chung là vô đây các bạn sẽ thoải mái chơi hơn. Là à, núp nè. Rồi. Núp à, dạ. Ô. Rồi, chúng ta đã chết rồi. Tiếp tục nào, tiếp tục. Rồi, ồ, cái này cái gì đây? Nhìn sơ qua đây thì cái server, cái mini game này khá là ok các bạn. Nhìn rất là chất. Nhìn nó, nhìn sau này nó gọi như thế nào ta? Ồ, ở đây có bán đồ nè, mà mình đâu có tiền đâu mình mua. Ở đây có leather, iron, mình không lấy được đồ iron. Buồn ghê. Ok, ồ, nó không lấy được, mấy này, né ra. Né ra coi. Ủa sao mà không được hả? Kit của kit gì vậy? Một phút nữa hả? What? Sao cái này game kỳ vậy? Vậy cho tôi đồ chen đi. Ủa sao kỳ vậy? Phải đợi một phút à? Rất là lâu. Ok, sau khi một phút mình sẽ trở lại với cái BBB này. Mình không hiểu luôn các bạn. Ok, thì mình định đợi một phút mình sẽ trở lại. Nhưng mà mình canh ra đây tụi nó chết là mình lụm đồ. Và mình sẽ ăn ké tụi nó. Ăn ké mấy này. Nó sắp chết rồi. Mấy này sắp chết rồi. Nhanh lên. Nó không còn sống được bao nhiêu đâu. Chắc chắn mà. Mình biết mà. Giáp. Chạy. Táo ở đây thì rất là nhiều. À, có một thằng này. Giữ mình. Nó chửi kìa. Không được chửi thề nha. Ở đây fan của tôi đang rất là đông á. Chửi thề nha. Không được nói bậy á. Lụm. Đó các bạn không. Ở đây thì chơi cái này nó khá là phá là vui. À thằng này xuống đây chết đi. Chết rồi, chết chắc rồi, bỏ mạng thôi chứ, bỏ mạng. Yes. Có thằng móc lớp. No, móc lớp chết đi. No, fuck you. Rồi ok, mình sẽ chạy ngoài và mình lượm đồ và mình sẽ đánh cho nó. Wow, cái mình cảm thấy hứng thú với cái này đó. Rồi mình lấy đồ được chưa ta? Yes, mình đã lấy đồ được trong phòng 1 phút. Vô và chúng ta sẽ chơi nào. Mày hồi nãy mày đánh đâu không? Rồi. Thằng này. Ê, mình sẽ cho hai thằng đánh nhau. Tất nhiên tụi nó sẽ không biết. À, có thằng không mặc đồ mà đi đòi đánh nhau. Không mặc đồ mà đòi đánh nhau. Ôi, cái thằng kia chết kìa. Wow, cái thằng tay không mà đánh được thằng không mặc đồ. Ơi, bậy. Anh Spider-Man. Bậy rồi. Bậy rồi. Ơi, bậy. Mấy bạn bậy rồi. Bậy rồi. Bỏ đi. No. Mình mong là tụi nó không dính mình nữa. Trời ơi, sao nó lì vậy? Mấy này như cái hù thằng, hù mình hay sao các bạn? Nó hù mình hay sao á? Nó thù chứ lộn. Các bạn thấy không? Hai ba thằng dính mình đánh, y như là biết mình là Slenderman hay sao á. Chạy thật là nhanh và đừng quan tâm ai cả. Các bạn phải tìm chỗ nào có đồ, không phải tìm chỗ nào mà kiểu như là chỗ nào tụi nó chết nó rớt đồ ra thì các bạn hãy tranh thủ mà bạn lượm, đừng có quay đầu lại. Ok. Kẻ coi tha cho tôi đi. Bọn này hình như nó biết mình là Slenderman hay sao, nó dí mình nãy giờ các bạn, chắc chắn luôn, mình dám chắc luôn đó, nó dí mình kìa. Thật sự là tụi này nó biết. Đó, hai Iceland rồi, xong rồi.
biết mình là Slenderman nên đồ đi theo phá. Ừ mình có đồ rồi, bố có đồ rồi con. Solo với nhau khi mặc đồ nào. Đừng 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 có đừng có đánh cái kiểu mà đánh mà không có đồ mà dí theo đánh. Chơi vậy là kỳ lắm. Nhảy vô đây. Ơi ơi, lắc lắc lắc. Rồi mình chết rồi, chết chắc. Mình chết chắc rồi. Fuck. Yes. Oh sorry. Sorry các bạn, mình không muốn đâu. Rồi 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 rồi. Mình phải ra đây. Tất nhiên là các bạn không nên mà mình là solo, solo. Ồ đồ kê lắm. Kiếm đâu rồi? À đằng kia có hai thằng đang đánh nhau. À thằng này dám chơi ăn gian à, chơi ăn gian nè. Chết đi, chết đi, chết đi. Mình có đồ mà mình đánh nó thấm hơn. Chạy đâu, chạy chạy đâu hả? Chạy đâu? Cái thanh niên này làm gì vậy? Ừ, thanh niên này ảo kìa. Rồi rồi rồi, tiếp tục nào. Có lẽ mình sẽ chơi một ván nữa, mình phải chơi một lần nữa, mình xong rồi mình không kiếm được. Phải có tiền, mà mình đâu có tiền trên server đâu. Chạy, phải cắm đầu chạy, à, kêu có kiếm rồi, có kiếm. Không, các bạn phải lê lết ngoài đường. Các bạn phải lượm mót. Ồ, đồ, quá trời đồ luôn. Quá trời đồ luôn. Đó, khùng không hay. Sao thằng này khùng, khùng hay sao, nó cứ nhèo mình đánh. Khùng nè, khùng nè. À, được, cái thanh niên này hình như là cố tình giết mình. Tình chắc chắn luôn. Mình sẽ làm một cái nữa. Thích thì ra đây solo, đừng có làm cái trò mèo đó. Đừng có dồn hai ba người và đánh một người. Vậy là không có gọi là gì đâu, gọi là tiểu nhân nữa bạn. Ồ, đồ nè, đúng. Đó, mình biết thanh niên này. Mình biết nó. Mình biết nó. Không mặc đồ luôn, mình không mặc đồ, mình đâu có mặc đồ đâu. Wow. Kinh nhờ. Tức thiệt. Vô đây gặp cái thanh niên tích khắm bựa. Được thôi, mình sẽ qua bài đó. Tất nhiên mình biết là nó đang ở đâu rồi. Có lẽ đang đợi mình ở đó đó. Tất nhiên rồi. Đi chỗ khác nữa. Sao thích chọc ngoáy là sao ta? À, rồi lần sau các bạn sẽ thấy mình dùng kit. Và vào đây mình sẽ tàn sát hết những thằng này. Ok, anh cho mày giết. Anh cho mày giết. Ok, và cảm ơn các bạn đã xem video này của mình. Và mình rất là ức chế rồi. Mình không thể nào tiếp tục quay được. Và video lần sau mình sẽ sử dụng kit. Và mình sẽ mua những cái món đồ đây mình, đồ này nè. Và coi coi thằng nào dám chống mình. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.